Xin chào mọi người, chào mừng mọi người quay trở lại với kênh Hướng Dẫn Của Tấm. Ngày hôm trước thì chúng ta đã cùng nhau làm xong cái phần thứ hai của mẫu áo Jenny. Và sau khi kết thúc phần thứ hai, chúng ta đã móc xong cái phần chiếc nách áo cho thân sau. Ở cái phần 3 này thì chúng ta sẽ gặp lại nhau với phần chiếc áo cho thân trước. Và như mọi người đã biết thì ở cái phần thân trước này chúng ta có cái phần là thêm mũi. Đó. Thì khi mà chúng ta móc thì cái phần thêm mũi này nó sẽ có độ cong lên một chút so với lại cái phần nách áo nhá. Mọi người móc thì mọi người cứ móc bình thường thôi, không phải là sợ là nó bị có vấn đề gì đâu. Sản phẩm của chúng ta không có vấn đề gì cả. Cái phần chúng ta thêm mũi này nó sẽ là cái phần ngực áo của chúng ta thôi. Và ở cái phần nách áo của cái phần thân trước này thì các bạn sẽ chiết nách giúp mình nó giống hệt với cái phần thân sau. Các bạn sẽ đếm các cái hàng móc của thân trước nó trùng khớp với các cái hàng móc của thân sau. Và chúng ta cũng tiến hành thêm mũi cho cái phần nách áo giống như là cái phần thân sau này. Ở cái phần này thì chúng ta sẽ đếm số hàng móc để móc các cái phần thêm mũi tương ứng lên phần thân trước của sản phẩm. Có một cái chú ý là khi mà chúng ta móc phần thân sau, ngoài cái phần thêm mũi ở phần nách áo này, chúng ta còn thêm mũi trên cái phần thân áo nữa. Tức là chúng ta sẽ chuyển móc từ cái cụm 2 kép 2 bính 2 kép móc sang cụm 1 kép 1 bính 1 kép, bằng cái cách là chúng ta sẽ thêm mũi, móc thêm một dây bính ngăn cách ở hai cái cụm họa tiết này nữa. Tuy nhiên là với cái phần thân trước này chúng ta đã thêm mũi ở cái phần ngực áo rồi, cho nên là cái phần thân trước của chúng ta nó đã vừa vặn với cái số đo của mình rồi. Khi các bạn móc thì các bạn có thể nhớ là khi mà em hướng dẫn mọi người chia thân trước thân sau á, thì chúng ta chia cái phần thân trước này nó vừa bằng với 1/2 số đo vòng ngực của chúng ta, tức là cái phần thân trước của chúng ta nó đã vừa rồi, thì chúng ta không tiến hành thêm mũi giống như phần thân sau nữa, mà chúng ta sẽ móc tiếp cái cụm họa tiết là 2 kép 2 bính 2 kép, sau đó tới cụm 1 kép 1 bính 1 kép này, và không có mũi bính ngăn cách giữa hai cái cụm họa tiết này. Và tiếp theo là đến cái phần móc cổ áo, thì các bạn sẽ móc cái phần cổ áo này như sau. Ở đây là em mới chiết được một đoạn thôi nha. Mới chiết được một đoạn thôi. Tuy nhiên là em sẽ hướng dẫn luôn mọi người cách móc cái phần cổ áo này. Thì với cái phần cổ áo này ấy, chúng ta sẽ móc, nếu mà bạn nào mà thích cái cổ trước nó là cổ tròn thì chúng ta chiết cổ sâu một chút. Còn bạn nào mà muốn móc cổ thuyền thì chúng ta sẽ chiết ít mũi thôi, và chúng ta sẽ khâu cầu vai rộng ra. Tức là chúng ta khâu ở cái phần cầu vai này, chúng ta để nó một khoảng rộng ấy, thì nó sẽ thành cái hình cổ thuyền. Còn nếu mà các bạn muốn móc nó cổ tròn thì các bạn chiết nhiều hàng cho cái phần cổ áo. Cách chiết cổ ấy thì chúng ta sẽ chiết như sau. Đây là cái cụm họa tiết bên nách áo này. Mọi người sẽ móc vào bình thường. Và mọi người đếm giúp em nhé. Đây này, chúng ta có cái phần nách áo thân sau có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20 hàng. Chúng ta có 20 hàng cho cái phần chiết nách áo này. Vậy thì với các bạn muốn móc cổ thuyền nó rộng một chút nhé, thì các bạn nhìn ở đây này, chúng ta có cái phần thêm mũi này. Đây là phần thêm mũi của chúng ta nhé. Sau khi chúng ta móc xong, các bạn nhìn này, hàng thẳng này, thẳng đây, đây chính là cái phần thêm mũi. Vậy thì bạn nào mà muốn móc cái phần cổ này ấy, nó là cổ thuyền nhé, thì các bạn móc giúp em 16 hàng móc, 16 hàng móc giống như hàng móc thân sau. Và ở cái hàng móc thứ 17 thì chúng ta vẫn tiến hành thêm mũi giống như thân sau. Tuy nhiên khi mà chúng ta móc được đến cái cụm móc từ bên ngoài vào này, đây này, ví dụ như đây là cái hàng móc của phần thân trước này, chúng ta có này cái cụm họa tiết thứ nhất này, đây này, tương ứng với cụm họa tiết thứ nhất này,
Đây là cụm họa tiết thứ hai này. Đó, khi mà các bạn muốn móc cổ thuyền nhá, thì các bạn móc đến hàng móc thứ 16 này. Hàng móc thứ 16 này, cụm thứ nhất này, tương ứng lên đây này. Cụm thứ hai, tương ứng lên đây này. Xin lỗi nhỉ. Các bạn móc cổ thuyền, các bạn móc giúp em 18 hàng. Đây là hàng móc thứ 18 của chúng ta này. Nó tương ứng này, cụm móc thứ nhất này, ở phần ngoài vào này, từ nách áo vào nha. Cụm móc thứ nhất, cụm móc thứ hai, ở cụm móc thứ ba. Đây là hàng móc thứ 18 nhỉ. Ở hàng móc thứ ba thì các bạn móc vào 2 mũi kép trung chân. Ở đây nếu mà móc đúng thì chúng ta sẽ có nó là 3 kép trung chân. Tuy nhiên chúng ta chỉ móc 2 mũi kép trung chân thôi. Sau đó mọi người móc lên 4 mũi bính này. Móc vào cái cụm 2 kép, 2 bính, 2 kép. Một cụm 2 kép, 2 bính, 2 kép. Đó, các cái cụm móc khác, cụm móc tiếp theo chúng ta móc bình thường. Như vậy là chúng ta được hàng móc thứ 19. Hàng móc thứ 19 cho cái phần thân trước. Kết thúc hàng móc thứ 19 này. Sang hàng móc thứ 20, mọi người nên 3 mũi bính này. Và phần nách áo thì chúng ta sẽ thêm 3 mũi bính thôi. Móc họa tiết bình thường. Ở cái cụm họa tiết cuối cùng này thì các bạn móc vào 2 kép. Sau đó các bạn móc vào cái mũi kép thứ 2 của cụm 2 kép, 2 bính 2 kép này này. Chúng ta móc vào mũi kép thứ 2, một mũi kép nữa. Vậy là chúng ta kết thúc cái phần cổ áo cho thân trước. Đó, phần cổ áo này. Sau khi kết thúc phần cổ áo cho thân trước thì các bạn sẽ ghép luôn cái thân sau vào. Và các bạn nhìn thấy ở đây này, chúng ta có là cái cụm móc thứ nhất này, chúng ta đặt nó song song với cái ghép đối xứng với phần thân sau này. Cụm móc thứ hai này, đó. Thì các bạn sẽ móc lên 2 mũi bính này. 2 mũi bính. Cụm móc thứ nhất, cụm móc thứ hai. Chúng ta sẽ trượt mũi vào cái dây bính của cụm móc thứ hai. Sau đó các bạn lên 3 mũi bính. Quay ngược lại. Chúng ta móc vào cái mũi bính thứ hai của cụm 3 bính này, của thân trước này. Nên 3 mũi bính và móc vào cái dây bính cụm thân sau. Tiếp tục như vậy, chúng ta sẽ nối hai mảnh với nhau bằng cái dây 3 mũi bính. Bên này cũng là 3 mũi bính và chúng ta trượt mũi này, 3 bính này. Và chúng ta ở cái mũi cuối cùng này, chúng ta sẽ trượt mũi vào cái mũi bính thứ 3 của dây 3 bính. Bên này nữa này. Vậy là chúng ta kết thúc cái phần móc nách áo này. Chúng ta ráp được thân trước với thân sau bằng cái đoạn dây bính. Chúng ta sẽ móc khoảng 3 mũi bính ráp thân trước và với thân sau. Sau khi mà chúng ta đã ráp được hai thân áo với nhau thì bây giờ chúng ta sẽ tiến hành móc viền cho cái phần nách áo. Ở phần viền nách áo này thì mọi người sẽ mắc ở mặt phải của sản phẩm nhé. Chúng ta sẽ bắt được ở mặt phải của sản phẩm này. Và mọi người sẽ bắt đầu ở cái phần nách áo phía dưới. Phần nách áo phía dưới nha. Chúng ta bắt mũi và móc như sau. Ở cái mũi móc phần dưới nách áo thì chúng ta có một cái cụm 3 mũi kép. Một mũi kép bên phải chúng ta đã móc vào cái phần nách áo rồi. Và bên một bên phải và một bên trái là chúng ta móc vào thân trước và thân sau của sản phẩm. Bây giờ chúng ta sẽ bắt mũi vào cái mũi chính giữa. Mũi thứ hai trong cụm 3 kép trung chân này. Mọi người bắt mũi vào này. Sau đó chúng ta móc xuống cùng cái chân móc đó một mũi đơn. Rồi, tiếp theo này. Chúng ta sẽ tiến hành giấu sợi luôn nhé. Mình sẽ bắt cả cái dây thừa này lên trên kim này.
và móc vào cái dây mũi kép này. Đây chúng ta có cái hàng móc thu mũi đầu tiên thì chúng ta sẽ móc vào đây. Một cụm là hai kép. Một bính hai kép. Xin lỗi nha, chúng ta sẽ móc hai kép, hai bính hai kép ạ. Hai kép. Đó. Sau đó ở cái dây mũi bính tiếp theo, tức là cái hàng thứ hai trong cái phần lách áo đó, mọi người có thể nhìn thấy này, đây là hàng thứ hai này. Đó, thì chúng ta sẽ móc xuống một mũi đơn. Sau đó lại tiếp tục móc một cụm hai kép, hai bính hai kép vào cái dây, em xin lỗi nha, vào cái mũi kép của cái hàng móc thứ ba. Đó, chúng ta sẽ lại móc một mũi đơn vào cái dây bính này. Ở phần này thì mọi người có thể hiểu như sau. Đây mọi người có thể hiểu cái phần lách áo như thế này. Chúng ta sẽ có cái cụm móc của hàng lách áo này. Hàng lách áo này, một hàng này. Đó, em chỉ ví dụ thôi nha. Đó, hai hàng này. Ba hàng này. Thì chúng ta sẽ có ở đây chúng ta móc một mũi đơn. Đây chúng ta sẽ móc vào một cụm hai kép, hai bính hai kép. Sau đó ở đây ta lại móc một mũi đơn. Tiếp theo hàng tiếp theo thì ta lại móc lên một cụm hai kép, hai bính hai kép. Đó, sau đó đến hàng móc tiếp theo, nó có thể sẽ là đây, ví dụ đây là mũi kép thì đây sẽ là hàng mũi bính này. Và đây sẽ là mũi kép. Đây sẽ là hàng mũi bính này. Đây là mũi kép này, ta móc xuống một mũi đơn này. Tiếp theo đến hàng mũi bính thì ta sẽ móc lên cụm hai kép, hai bính hai kép. Đó, tức là chúng ta sẽ so ne ở các cái hàng móc như thế này và chúng ta sẽ có được cái phần lách viền lách áo hàng đầu tiên. Thì mọi người sẽ tiếp tục móc tới khi kết thúc cái hàng đầu tiên này. Kết thúc cái hàng lách áo đầu tiên này, chúng ta sẽ trượt mũi vào cái mũi đơn đầu tiên nha. Tiếp theo này, sau khi viền xong cái hàng lách áo này rồi thì chúng ta sẽ tiến hành viền hàng móc thứ hai cho cái phần lách áo này. Đó, cái phần viền thứ hai thì chúng ta sẽ viền lên sau. Mọi người trượt mũi này, trượt mũi này. Ở cái cụm mà hai kép, hai bính hai kép đầu tiên đó, ta trượt mũi qua hai này, ba này. Ở đây thì mọi người móc lên ba mũi bính, sau đó móc một thêm hai mũi kép nữa, hai mũi kép nữa. Tổng là chúng ta có cụm ba kép này. Sau đó là chúng ta sẽ móc vào một lên một mũi bính này và móc vào mũi bính của cái cụm hai kép, hai bính hai kép tiếp theo. Sau đó mọi người lại lên một bính và ở cái cụm hai kép hai bính tiếp theo thì chúng ta sẽ móc vào đây ba mũi kép. Sau đó chúng ta móc một mũi bông dâu, ba mũi bính này. Đây là mũi bông dâu này. Đó, xong chúng ta móc tiếp ba mũi kép. Lên một bính này và móc vào cái dây hai bính của cụm tiếp theo. Đó. Thì đây chính là cái phần họa tiết của cái hàng móc thứ hai cho phần chiết cho phần viền lách áo. Một mũi đơn này, lên một bính này, chúng ta móc tiếp một cụm nữa nhé. Ba kép này. Có nhiều bạn chưa biết móc mũi bông dâu nha. Mình móc chậm một chút mũi bông dâu này. Chúng ta lên ba mũi bính này. Ba mũi bính này. Đó, ở đây chúng ta có một mũi là chân móc này. Thì chúng ta móc vào nửa cái dây của chân móc thôi và chúng ta sẽ móc vào cái dây của cái mũi kép bên cạnh nữa. Có hai cách móc mũi bông dâu này. Ở đây chúng ta sử dụng cách móc như sau: kéo dây qua, móc một mũi đơn. Đây là một cách để móc mũi bông dâu. Móc như thế này nó sẽ tạo khoảng cách, tạo khoảng cách. Một cách móc nữa có nhiều người cũng sử dụng đó là chúng ta vẫn móc qua hai dây như vậy nhưng mà chúng ta chỉ kéo một mũi trượt qua thôi, kéo một mũi trượt qua và chúng ta móc tiếp mũi kép tiếp theo. Đó, thì cái khoảng cách của cái mũi bông dâu này thì nó sẽ không rộng như cái khoảng cách của cái mũi bông dâu chúng ta sử dụng mũi đơn. Thì có hai cách móc như vậy. Ở đây chúng ta không sử dụng mũi trượt mà chúng ta sử dụng mũi đơn nha. Kéo dây qua rồi và chúng ta sẽ móc tiếp ba mũi kép, lên một mũi bính này,
góc xuống một mũi đơn. Mọi người sẽ nạp lại cho tới khi mà chúng ta kết thúc cái hàng thứ hai của cái nách áo này. Các bạn mà muốn mặc cái phần nách áo nó rộng rãi thì chúng ta sẽ móc một mũi bính, sau đó móc một mũi đơn. Tuy nhiên bạn nào mà muốn cái phần nách áo này nó thu gọn hơn, thì chúng ta sẽ móc là một, bỏ qua cái mũi bính này đi, mà chúng ta sẽ nối luôn cái cụm xà ba kép này, một bông dâu ba kép này, chúng ta sẽ móc luôn một mũi bính, một mũi đơn vào cái dây hai bính tiếp theo thôi. Chúng ta không sử dụng mũi bính để tạo khoảng cách nữa, thì cái phần nách áo của chúng ta nó sẽ nhỏ hơn. Đây giống như cái áo mẫu mà em đã nên đó. Đây là khi chúng ta móc nó gần hơn này, đó, thì cái phần nách áo nó sẽ nhỏ hơn. Để có hai cách móc như vậy, mọi người có thể tùy ý lựa chọn cho cái phần nách áo của mình. Chúng ta sẽ kết thúc cái phần móc viền nách áo ở đây nha.